Bây giờ đó cô thấy chưa? Cô thấy cô khổ chưa? Ủa sao cô không trả lời con? Bây giờ cô tính làm sao? Cô thì là con tìm cái vết bầm mà chú Nam đánh cô đó. Cô không phải bị chú Nam đánh. Có chuyện gì mà cô vẫn khóc lên khóc xuống vậy? Khóc cái gì? Cô đang buồn, cô đang bực mình nè, cô bị mất tiền. Không lẽ nào hai đứa con gái cưng của cô? Ê, Nhã Hân và Nhã Hoan không bao giờ làm chuyện đó đâu nha. Em là em khẳng định điều đó đấy. Cô cũng chưa biết nữa, để cô kiểm tra lại cái camera coi sao. Cô hình như cô bị tụt máu rồi con ơi. Sao vậy? Hóa đơn của Vial. Đâu. Nó vừa xì tay list những cái đồ của ổng. Đâu đưa con coi coi. Cô mới đọc có hai tờ thôi. Con đọc tiếp cho cô nghe coi. Đây nè. Trước mắt cô vũ trụ quay cuồng. Trời ơi. Bộ đồ 8 triệu, đôi giày 3 triệu. Trời ơi, lột mụn cám, tẩy da chết 18 triệu. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.